Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi class Cyborg. Nhưng mà nói giờ class này cũng khó lắm luôn. Mình thua rất là nhiều, không có dễ đâu. Giờ chơi class này nó đòi nhân phẩm khá cao luôn. Không có ra tinh kinh thì học đam kinh khủng. Rồi đã vậy không bán trụ nữa. Rồi mình dễ đai luôn. Có bán trụ nhiều nhiều thì may ra còn sống sót. Nhiều khi nãy mình chơi nó không có bán cái trụ cho mình luôn mà. Không có sát thương gây ra luôn. Mình sẽ đi tiếp ha. Rồi 3 lần không ra đồ. Toàn ra mấy món gì đâu không. Có gương là ngon ha. Mấy chục nguyên liệu để mua cái rương. Mua đồ trong rương giống rương mà. Lên đam. Lên đam. Mười lăm nguyên liệu khi lượm rương. Rồi mình sẽ đi tiếp ha. Random. Thuốc nổ. Đồ đánh nè. Thôi mình sẽ đi tiếp. Hên quá, có gương là đỡ bị thọt đồ rất nhiều hả. Random. Tàn ra cái gì đâu không à. Nào giờ có đam có random là mình mua hết.
Thôi có bánh mì là ngon rồi. Để đi tiếp không? Ôi cộng sát thương, có cộng sát thương là thấy ngon rồi. Đi rồi phi, đây đây là món trứng phái mình cần đây, tốc độ đánh nè. Trời không ra cái gì cả, mình đi tiếp ha, để có mua cái kia. Ủa cái bầy 8 máu. Đây. Bây giờ cooldown của những cái này là mình được giảm tới 32% ha. Hay là mỗi 4 giây mình được cái mìn ha. Này 9 giây, cái này 6 giây. Rồi, mình sẽ đi tiếp ha. Có gương là có lời ha. Này là lỗ chắc luôn, Melee Dam đâu có cộng vô đâu. Đúng rồi. Ôi, mình sẽ đi tiếp ha. Bán tàn cái gì đó không?
Lên đó. Tặng kẻ thù không? Chắc thua Melidam. Mình sẽ đi tiếp không? Mình cần trụ sát thương, nó bán trụ hồ máu làm cái gì không biết. Ghê quá. Sai con linh này tem. Random. Random. Wow, hồi máu đắp bồn. Lấy em. Để đi tiếp không? Hết máu. Ra toàn cái gì đâu không. Rồi 10 regen máu. Ồ, có minigun rồi nè. Giờ mới cho mình mới sống nổi không đây. Giờ mới cho cái minigun đầu tiên ở quay 13. Là khổ quá mà. Rồi nó có gương là mong. Cảm ơn rồi. Mình đi gần rồi, đỡ đai.
hết tiền luôn. Hai minigun này giống như gấp đôi sát thương nha. Dưới ta rồi xì sai rồi mình sẽ đi tiếp không boss hả không nói nó ông ta. Ngon hên quá, thử được nó trước là ngon. Trời ơi, ngon nè, upgrade vũ khí mình nếu mà không có Big One upgrade nè, cộng 2 ammo nè, lấy hả, lấy luôn, random. Cộng 3 máu, nét quay 1 máu. Mình không dám liều. Thôi, sẽ đi tiếp không? Cái đe upgrade đó mình thấy hiếm cực kỳ luôn á. Mình chơi biết bao nhiêu mạng mới thấy cái đó xuất hiện đầu tiên luôn á. Đó là phải chơi cái class gì gì ta, có một cái class mở đó mình quên cái class gì rồi. Khó quá trời khó luôn, mình nhớ là cực khó để chơi cái class đó rồi mở được cái đe mà đi rất là lâu rồi không thấy cái đe đó toàn ra mấy món gì đâu không rồi. Đông vậy, quá đông luôn. Rồi siêu nó bắt cây một hit die 20 dam 5% gây một sát thương khi dot kẻ thù, bán lấy tiền vậy. Mua cái này có dot hả? Ơ quên rồi. Đam. Wow.
Cái này chắc mình không có mua. Còn Melidam, lát này đúng ra là Melidam không có xài được. Rồi, mình sẽ đi tiếp để dành mua cây súng mà. Hết máu, hết máu. Máu thấp quá. Nên đàm tiếp. Mình sẽ up lên một cây màu đỏ. Quách là mo rồi rét bắn xiên. Rồi mình sẽ đi tiếp. Có 3 món cần mua. Boss thôi. Con Rhino đánh mệt nè, ủi một cái mất nửa cái máu. Đây là đứt bóng, đỡ rồi. Em sẽ đi Rin, cộng kinh nghiệm trừ 3 máu. Sẽ lấy ít Dot thôi. Dot sẽ có hồi 5 máu này. May mắn nè. Thôi, mình sẽ đi tiếp ha. Cái đài giúp cho mình bắn xuyên thêm một cái thù đây. Cái đều đen thấp quá, bắn không xuyên mấy. Đen ngắn quá. Ba gương red chain element đam trừ 2 random không lấy nha. Máu cộng hòa máu mo trừ đam lấy đó thôi. Tại sao mình lấy? Tại vì cái tốc độ đánh nó cũng ảnh hưởng đến cái này nha. Giảm được 44% luôn nè đó. Mà mỗi lần mình vô như nó nâng cấp cho mình lên vũ khí vậy bạn. Cái này vì không trừ element đam. Máu, hút máu, trừ rít. Đấy à. Amo cộng máu nè. Giờ là quay 20 luôn rồi. Ồ, có trụ ha. Thôi, sẽ đi tiếp ha. Đây là quay 20 ha.
Theo mình thì diệt một con trước thôi. Con con mình đang bắn là con khó chịu nhất thôi. Con này nó lại chạy như một cái người bị ngáo vậy. Rồi đam trừ 3% tốc độ mọi vũ khí mình có, mình có hai loại thôi, trừ 6 mà cộng 30% sát thương thôi. Melee đam cộng random trừ amo trừ bit, cái này được cái là cộng 5 random chủ tốc độ kẻ thù. Lại dụ mình lấy cái này nữa, mà thực tế là bây giờ mình mát vũ khí rồi. Ôi, mình sẽ để dành tiền nha. Tới là mát vũ khí rồi nha. Nhưng mà đi hơi chậm mà, chắc phải nâng cấp chạy chút xíu. Hoặc là ren, ngắn ren ngắn quá nha. Đam trừ 3 bit cộng 8 máu hồi bắt đầu lấy tốc độ chạy. Giờ cái này mát mất tiêu rồi. Đam xuyên cộng 1 nguyên liệu khi bắn chí mạng kẻ thù, nhưng mà tới mình đâu có chí mạng đâu. À, mình sẽ đi tiếp ha, chẳng lẽ bây giờ phải nâng chí mạng. Hai boss ha. Trời ơi, hai boss ơi. Thôi là sát thương cũng khá to. Tội mình cấp bản đồ luôn rồi. Độ bắn tốc độ bắn càng cao mình nó càng nhiều. Hồi năm gương luôn cơ. Trời ơi, năm gương luôn. Gương nó mới ghê chứ. Thôi mình sẽ đi tiếp không? Lại giảm tốc độ di chuyển nữa. Nhưng mà chưa lên được cấp nào ta. Đúng luôn à. Cấp mình đang bị thọt so với map.
ơi, nguyên liệu có 200 mấy à. Kinh khủng vậy. Thì đàm không có. Trời, vụ mà lấy đít đam không. Ồ, bớt âm rồi nha. Rồi, mình sẽ đi tiếp. Có hai món cần mua. Nguyên liệu giảm thấy rõ luôn. Kiếm không bao nhiêu mà do chỉ số nguyên liệu nhiều nên nó cộng thêm lên lại. Ra một màn mình farm được có tầm 300 nguyên liệu à. Trời ơi, thu nhập 100 mấy mà thu nhập có 300 mà. Speed mình giảm quá rồi, mình không dám lấy nữa đâu. Lo xì đam. Thôi, mình sẽ đi tiếp. Boss thôi. Một con hả? Hai con chứ. Thử một con trước rồi. À, quên là mình phải lấy rít đam hả? Lấy rít đam để bắn tiêu diệt kẻ địch thì được một nguyên liệu chứ. Lo cái vụ đó chứ nó cũng bỏ luôn á. Nó đang giảm của mình nhiều chỉ số lắm luôn. Rồi có 300 nguyên liệu rồi, cộng lên có 500. Rồi giờ quá mắc luôn. Ghê á. Một máu tối đa 10 nữa. Nhưng rất tiếc bây giờ không đủ tiền mua luôn. Đồ mắc quá. Nãy giờ cũng chưa nâng được rít chen. Đó, ban đầu mình nó thấy mất máu rồi đấy. Không ổn rồi. Thu hoạch ngày càng giảm. Biết trừ ren. Lúc nào tăng số lượng kẻ thù lên. Đồ mắc quá. 525. Bây giờ đây giờ không có random nữa chứ.
Rồi làm sao để né mấy tụi này đây? Tốc độ chạy thấp quá né, khó quá, khó luôn. Rồi chắc mình đai quá. Wow, trời giờ mới cho chủ, cho thêm chủ nữa, lấy thôi. Random kẻ thù cộng thêm. Thôi mình sẽ đi tiếp ha. Câu hoạt nó ngày càng giảm. Bây giờ kinh nghiệm của mình không đáp ứng nổi cho cái level rồi. Level của mình bây giờ bằng với màn rồi. Tỷ lệ bây giờ bắt đầu mình có xu hướng thua. Giống như bây giờ muốn đi đến màn 28 thì level cao hơn thì may ra có cơ hội sống sót rồi. Level càng thấp chỉ số thua hoạch càng giảm, đồ càng mắc thì càng ngày mình sẽ càng thua. Hết tiền, mình sẽ đi tiếp mà. Sát thương đạn xuyên bị giảm nhiều á, nên mình mua đi giảm sát thương trước đó. May mà khóa tụi nó lại đi, không tăng giá tiền rồi nữa. Thôi bây giờ quay 29 là level mới 28 mà không đáp ứng nổi một level một màn giải thoát. Rồi bắt đầu xu hướng nè. Đây đó nha. Bơm đồ ra rồi trụ quá nhiều, không trụ nổi luôn. Rồi random tiếp. Thôi 1000 đơn vị tiền. Đúng là ảo giá thiệt. Đi tiếp hả? Ba boss luôn rồi. Đánh nổi không ta? Không đánh nổi quá. Ba boss luôn. Không thấy đường mà né luôn. Né đâu cũng chết. Né đâu cũng chết. Bắn liên tục luôn. Dot rồi AMO cũng ổn ổn lắm mà không chịu nổi quay 30 nha. Kinh khủng thiệt chứ. Engineering mà 400 mà chỉ số đánh gì không xi nhê nổi. Càng ngày nó giảm hết những cái chỉ số mà kiểu như cộng sức mạnh qua màn của mình làm mình càng ngày càng yếu luôn. Level nó diện thọt với màn nữa chứ không làm ăn gì được luôn. Rồi coi như mình đã chơi được Danger 5 quay 30 của nó Cyber ha. Là kinh khủng mà. Random tính ra đến 200 đơn vị và chuyển engineer là 400 á. Mà không đánh nổi quay 30 là hiểu nó chua chát cỡ nào luôn.
Cảm ơn người nha. Có hòa máu. Hòa máu rồi mấy gì số này chắc cho vui. 8% vậy mà cũng không sống nổi. 10% giảm 10%. Rồi chào mọi người nha.